Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 10 tháng 7 năm 2023. Kính thưa quý vị, cảnh báo mưa bão toàn quốc đã được ban hành trong 19 ngày liên tiếp tại Trung Quốc vào lúc 6 giờ sáng ngày 5 tháng 7. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã liên tiếp đưa ra cảnh báo thảm họa thiên tai, cảnh báo màu xanh cho mưa bão, mưa lớn, dông bão, mưa đá, lũ quét sẽ tới tấp xảy ra. Dự kiến từ 8 giờ ngày 5 tháng 7 đến 8 giờ ngày 6 tháng 7, lưu vực phía Nam Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam gần như toàn bộ Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây, Trung Bộ Hồ Nam, Tây và Đông Bắc Bộ Giang Tây, phía Bắc Phúc Kiến và phía Nam Chiết Giang cùng các khu vực khác xảy ra mưa to và mưa bão rất to. Trong số đó, lưu vực phía Nam Tứ Xuyên, Tây Nam Quý Châu, Tây Nam Chiết Giang và những nơi khác có mưa bão với lượng mưa từ 100 đến 140mm. Một số khu vực nêu trên có kèm theo mưa lớn trong thời gian ngắn, lượng mưa tối đa mỗi giờ là 30 đến 50mm, có địa phương vượt quá 70mm, có nơi xảy ra gió to, mưa bão. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu xanh về thời tiết đối lưu mạnh vào sáng cùng ngày. Dự kiến từ 8 giờ ngày 5 tháng 7 đến 8 giờ ngày 6 tháng 7, một số khu vực ở trung tâm Nội Mông, phía Đông Sơn Tây, miền Nam Sơn Đông, miền Trung và Bắc Giang Tô, Đông Bắc An Huy sẽ xảy ra dông bão gió cấp 8, 10 hoặc mưa đá, tác động của thời tiết khá nghiêm trọng. Một số khu vực ở phía Nam Sơn Đông, miền Trung và Bắc Giang Tô và Đông Bắc An Huy trong thời gian ngắn có kèm theo lượng mưa lớn 30 đến 50mm. Một số khu vực ở Đông Nam Tứ Xuyên, Tây Nam Trùng Khánh, Đông Bắc Vân Nam, miền Trung và Tây Quý Châu, miền Trung và Bắc Hồ Nam, miền Trung và Bắc Giang Tây, miền Trung và Nam Chiết Giang có mưa to trong thời gian ngắn. Trong số đó, một số khu vực của phía Đông Tứ Xuyên, Nam Quý Châu, Đông Hồ Bắc, Trung Hồ Nam, Tây Bắc Giang Tây, Nam Chiết Giang có kèm theo cơn dông từ cấp 8 đến cấp 10. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã cùng đưa ra cảnh báo khí tượng về thảm họa lũ quét vào lúc 18 giờ ngày 5 tháng 7. Theo thông tin cảnh báo sớm, từ 20 giờ ngày 5 tháng 7 đến 20 giờ ngày 10 tháng 7, lũ lụt có khả năng cao xảy ra ở các vùng phía Đông Nam Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, Tây Bắc Quý Châu, Đông Bắc Giang Tây, Đông Bắc và Tây Chiết Giang và Bắc Phúc Kiến. Theo truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ đầu tháng 6, ở miền Nam Trung Quốc, lũ lụt và sạt lở đất đá do mưa lớn đã khiến hơn 12 triệu người bị ảnh hưởng. Hơn 720.000 người đã phải sơ tán, 78 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế lên tới 25,7 tỷ nhân dân tệ. Đài quan sát khí tượng Trung ương cho biết một đợt mưa mới sẽ lại xuất hiện vào ngày 20 tháng 7. Trong 10 ngày tới, mưa lớn sẽ tiếp tục ở lưu vực Tứ Xuyên đến Hoàng Hoài, Giang Hoài và Giang Hán tới phía Bắc Giang Nam. Ngoại giới cho rằng một khi việc nói dối, che giấu và thói quen, nói giảm thảm họa là bản chất của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì tình hình thiên tai thực sự có thể rất nghiêm trọng. Ngoài ra lở đất xảy ra ở nhiều nơi, đường sắt bị lũ cuốn trôi, nhà cửa bị nhấn chìm, thậm chí nước dâng lên tới 3 tầng lầu. Một số ngôi làng bị lũ ập tới vào ban đêm, một số người dân và nhà cửa đã bị lũ cuốn trôi. Con số thương vong thực tế có thể rất đáng báo động. Người dân sống ở thành phố Trùng Khánh, thượng nguồn sông Dương Tử đang trải qua lũ lụt tồi tệ. Trong đó, một khu dân cư nhận được cảnh báo sẵn sàng sơ tán. Giới chức thành phố Trùng Khánh thông báo cho khu dân cư Vịnh San Hô, đề nghị người dân từ tầng 4 trở xuống sẵn sàng ứng phó để sơ tán. Trong khi đó, hôm 23 tháng 6, thành phố này đã phát đi cảnh báo mưa lũ đỏ, mức cao nhất trong 4 thang cảnh báo, theo China Press. Đây là lần đầu thành phố đưa ra cảnh báo từ năm 1940. Toàn bộ 16 quận huyện thuộc thành phố đều bị ảnh hưởng, lượng mưa cao nhất lên tới 128mm. Nước lũ dâng cao ở đoạn sông Trường Giang chảy qua thành phố gây ngập lan can bảo hộ ở bến cảng Hải Đường Khê, tràn lên bãi đỗ xe ở bến cảng. Chúng tôi cảnh báo sớm để kêu gọi người dân đóng gói sẵn sàng những đồ đạc quý giá, quan trọng khi cần có thể sơ tán ngay nếu nước dâng cao. Ban quản lý khu dân cư cho biết hôm 23 tháng 6, Sở Thủy lợi thành phố yêu cầu chúng tôi phát cảnh báo vì tình hình mưa lũ năm nay rất nghiêm trọng. Những hộ dân sống ở đường Tân Giang, khu vực giáp sông Kỳ Giang là nơi trũng nhất trong thành phố, có nguy cơ bị ngập cao nhất, người này nói. Chính quyền cũng thông báo nước sông Kỳ Giang, đoạn sông Dương Tử chảy qua, đã dâng cao lên mức kỷ lục kể từ năm 1940. Trong khi đó, mưa lớn ở các nhánh sông thượng nguồn sông Dương Tử khiến nước đổ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp tăng mạnh.
chiều ngày 23 tháng 6, đơn vị quản lý đập Tam Hiệp đã phải cho xả lũ lần 2. Trùng Khánh nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử trước khi nước đổ vào đập Tam Hiệp. Trước đây, mực nước sông luôn ở mức thấp, nhưng với tình hình này, mưa lớn liên tục thêm 2-3 ngày nữa sẽ khiến nước dâng cao kỷ lục. Lúc này, đập Tam Hiệp sợ không chịu nổi. Người đàn ông họ Trương 60 tuổi ở Trùng Khánh nhận định, nhiều tuần mưa lũ liên tiếp đã cuốn trôi nhiều nhà cửa gây thiệt hại nặng nề ở các khu vực phía Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 106 người chết hoặc mất tích và 15 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Ở Trung Quốc, đa số hồ chứa cỡ nhỏ được xây vào những năm 1960 và 1970, không đạt tiêu chuẩn xây dựng ở thời bây giờ. Brandon Meng, nhà thủy văn học ở thành phố Thâm Quyến nói, một khi thời tiết cực đoan xảy ra, chúng rất dễ gặp nguy hiểm. Mưa lũ năm nay đã ảnh hưởng đến 16 tỉnh và hơn 8 triệu người, hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, thiệt hại hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm khí tượng Trung Quốc cho hay tháng 7, tháng 8 sẽ là tháng mưa bão cao điểm, cảnh báo đi kèm gió lốc và sạt lở đất. Kính thưa quý vị, trong khi miền Nam Trung Quốc lũ lụt đang hoành hành khiến người dân lao đao khốn khổ, thì tại miền Bắc thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ghi nhận ngày thứ 3 liên tiếp nhiệt độ vượt 40 độ C, diễn biến chưa từng xảy ra trong 70 năm qua. Ngày 4 tháng 7, nhiệt độ tại Bắc Kinh vượt mốc 40 độ C trong 3 ngày liên tiếp trong bối cảnh nắng nóng đang càn quét một số khu vực tại Trung Quốc. Kể từ khi Trung Quốc thu thập dữ liệu khí tượng ở Bắc Kinh vào năm 1951, thành phố này chưa bao giờ ghi nhận chuỗi 3 ngày nhiệt độ trên 40 độ C. Ngoài Bắc Kinh, một số khu vực lân cận như Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông và Thiên Tân đã nâng hoặc duy trì cảnh báo thời tiết nắng nóng ở mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Trung Quốc. Cảnh báo đỏ biểu thị nhiệt độ có thể vượt qua 40 độ C trong vòng 24 giờ. Tính đến 13 giờ 13 phút ngày 4 tháng 7 theo giờ địa phương, một khu vực rộng 450.000 km2 đã ghi nhận nhiệt độ trên 37 độ C. Đợt nắng nóng năm ngoái cho thấy một số rủi ro đối với nguồn cung lương thực của Trung Quốc và tác động tiềm ẩn đối với giá cả. Một đợt hạn hán khác có thể sẽ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, trong khi vật nuôi sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Công ty nghiên cứu Capital Economic Anh nhận định, ở Bắc Kinh, từ năm 1990 đến năm 2023, số ngày trung bình có nhiệt độ từ 35 độ C trở lên là 10,6 ngày, theo Beijing Daily. Tháng 6 năm nay chưa kết thúc, nhưng Bắc Kinh đã ghi nhận 11 ngày nhiệt độ vượt mốc trên. Ngày 3 tháng 7, Bắc Kinh ghi nhận nhiệt độ 40,3 độ C, giảm so với ngày 2 tháng 7 ở mức 41,1 độ C, mức cao kỷ lục trong 24 năm. Nhiệt độ cao nhất Bắc Kinh từng ghi nhận kể từ khi bắt đầu đo đạc là 41,9 độ C vào ngày 24 tháng 7 năm 1999. Kính thưa quý vị khán giả, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ghi nhận 45 tiêm kích, máy bay ném bom và trinh sát cơ Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không. Tính đến chiều ngày 8 tháng 7, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã theo dõi được 71 máy bay quân sự Trung Quốc và 9 tàu hải quân hoạt động gần hòn đảo. Trong số đó, ít nhất 45 máy bay quân sự đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển hoặc đi vào vùng nhận dạng phòng không Adit của hòn đảo, gồm các dòng tiêm kích G-10, G-11, G-16 và vận tải cơ Y-20, oanh tạc cơ H-6K và trinh sát cơ KG-500. Máy bay thuộc lực lượng tuần tra tác chiến trên không CAP, các tàu hải quân và lực lượng phòng không mặt đất của Đài Loan tham gia theo dõi hoạt động của khí tài Trung Quốc. Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng triển khai hộ vệ hạm Trương Khiên bám đuôi hộ vệ hạm Mã Yên Sơn của Trung Quốc. Giới chức Đài Loan nhấn mạnh lực lượng phòng vệ sẽ nâng cao cảnh giác, song chủ trương không khiêu khích và gia tăng căng thẳng. Chiến khu miền Đông của Trung Quốc hôm nay thông báo mở đợt tập trận kéo dài đến ngày 20 tháng 7 ở vùng biển và không phận eo biển Đài Loan, ngoài khơi phía Bắc, phía Nam và phía Đông hòn đảo. Quân đội Trung Quốc nhấn mạnh cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời là lời cảnh báo các thế lực bên ngoài và các lực lượng đòi độc lập trên đảo Đài Loan. Truyền hình nhà nước Trung Quốc mô tả ngày tập trận đầu tiên diễn tập kịch bản bao vây hòn đảo, làm chủ vùng trời, vùng biển và thông tin liên lạc. Các hoạt động bắn đạn thật sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7 ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến đối diện với đảo Đài Loan. Global Times cho biết Trung Quốc còn huy động tên lửa đạn đạo DF-11 và tên lửa chống hạm EG-12B cho cuộc tập trận này. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California vào ngày 15 tháng 6, là cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ với lãnh đạo Đài Loan trên lãnh thổ Mỹ. Trung Quốc lên án cuộc gặp và cảnh báo áp dụng những biện pháp kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc từng phản ứng gay gắt với chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi, người tiền nhiệm của ông McCarthy hồi tháng 8 năm 2022, tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có quanh Đài Loan và áp lệnh trừng phạt cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ.
đình chỉ hợp tác với Mỹ trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Trong khi đó, Đài Loan khẳng định chỉ người dân của họ mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại!